Hình ảnh các bạn vừa xem là một trích đoạn trong bộ phim mang tên Nhịp đập của New York do đạo diễn Thomas Nusser thực hiện. Chỉ trong vài chục giây hình thôi, có lẽ bạn đã cảm nhận được một phần cái nhịp sống sôi động, hối hả, song không hề kém phần thú vị của những con người đang sinh sống ở nơi đây. New York là thành phố đông dân nhất tại Hoa Kỳ và là một trong những vùng đô thị đông dân nhất trên thế giới. Thành phố này có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thương mại, tài chính, văn hóa, thời trang và giải trí toàn cầu. Đây cũng là nơi Liên Hiệp Quốc đặt tổng hành dinh, vì vậy nó là một trung tâm quan trọng về các vấn đề quốc tế. Với sức sống mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng mang tính toàn cầu như vậy, người ta thường lầm tưởng đây chính là thủ đô của Hoa Kỳ. Nhắc tới New York không thể không kể tới những công trình đã đi vào lịch sử của nhân loại. Đó là tượng đài những thần tự do đã chào đón hàng triệu di dân đến Mỹ vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đó là phố Wall trong vùng hạ Manhattan, là một trung tâm tài chính quốc tế bề thế. Đó là nhà hát Broadway, một trung tâm của nghệ thuật sân khấu, là biểu tượng văn hóa của toàn thành phố. Đó là đại lộ 5, nơi tập trung các sàn catwalk và các thương hiệu thời trang lớn của thế giới. Đó còn là quảng trường thời đại, nơi được mệnh danh là thiên đường ánh sáng. Ngoài ra còn có vô số các khu trung tâm thương mại lớn khác mà bất cứ ai cũng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của những kiến trúc đồ sộ đó. Hãy một lần nữa cùng Miss Tourist ngắm nhìn và cảm nhận nhịp đập của New York các bạn nhé!